Dạ thưa ông, trong quyển 13 Đức Phật đã dạy trị bệnh tâm có 6 phần, nhưng trong sách lại mất phần thứ tư. Vậy ông cho con hỏi phần thứ tư trị tâm là gì thưa ông? Thế này cái truyền tâm á, là mấy cái ông tổ, mấy cái ông mà bắt chước á, gọi là truyền tâm ấn, phải không? Công sự thật á, là nó không phải truyền tâm mà gọi là ấn tâm, là có là ấn, là anh đã hiểu cái tâm này, này là hiểu thôi chứ không phải là ấn. Nhưng mà cái thiền tông nó là bỏ luôn cái ấn tâm, nó đưa lại là cái truyền thiền tông. Truyền thiền, cái truyền thiền là cái hiểu được cái năm phần của cái đạo Phật đó, thì ta gọi là truyền thiền. Tất cả những gì trong đạo Phật nói năm phần mà cái gì cũng giải mã được tới nơi tới chốn thì ta mới truyền cho mình, gọi là truyền thiền. Đó. Nhưng mà cái truyền thiền này á, các tổ thì mới kiến tánh, còn tới bây giờ chỉ hiểu căn bản thôi chứ không có kiến tánh bằng ông tổ. Nhưng mà kiến tánh không kiến tánh nhưng mà về Phật giới được. Ha, mà về Phật giới rồi thì mặc tình mình hiểu, khỏi cần ai dạy mình hết rồi, cái gì cũng biết hết, đấy là sống bằng tánh Phật mà, tánh Phật thì thấy gì cũng biết hết. Đó, thành và thì cái chuyện mà hồi xưa ta nói là ấn tâm với truyền tâm ấn nó khác. Truyền tâm ấn đây là mấy cái ông bịa ra ông làm thôi, chứ Đức Phật đâu có dạy mà ấn tâm truyền tâm gì đâu, mà ông Phật đó kêu bằng có ấn chứng là được kiến tánh, thấy không? Con ông kiến tánh tôi sẽ truyền cho ông được, thấy không? Cái gì kiến tánh này là nó rất sâu chứ không phải đơn giản đâu, thấy không? Ở đây chỉ nói là nói bên ngoài thôi chứ kiến tánh rất sâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi.